hiện nay không khí lạnh đang ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh dịch chuyển dần xuống phía Nam nên hôm nay ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông. Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa hôm nay trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17 đến 19 độ. Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh từ nay đến ngày 25 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định xảy ra mưa to, có nơi mưa rất to. Trong đó từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi từ 200 đến 400mm một đợt, có nơi trên 450mm một đợt. Khu vực Quảng Bình, Bình Định từ 100 đến 200mm một đợt, có nơi trên 250mm một đợt. Nhiệt độ thấp nhất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ 19 đến 22 độ. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 21 đến 24 độ, phía Nam từ 25 đến 28 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, phía Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, cao nhất từ 30 đến 33 độ.